Nhân dịp bộ phim Bố Già được khởi chiếu, mình xin hướng dẫn chúng ta cách tạo hiệu ứng chữ Bố Già trên PowerPoint nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ chọn chữ vào Shape Format, vào Text Field và chọn Picture from a File để lồng ảnh vào chữ. Chúng ta có thể tìm Ogua Texture trên Google để tìm ra được chất liệu tường cũ giống như mình. Trong bảng Text Option, chúng ta chọn chế độ Type Picture as Texture để họa tiết không bị bóp méo trong chữ. Sau đó, mình sẽ vào phần hiệu ứng chữ, mở 3D Rotation, chọn mẫu đầu tiên trong phần Perfect Step, chọn góc xoay dọc và phối cảnh để chữ nghiêng 3D. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ chọn chất liệu và ánh sáng giống như lựa chọn của mình trong video. Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Cùng theo dõi Nightside trên các nền tảng mạng xã hội để khám phá thật nhiều video hướng dẫn thiết kế PowerPoint thật chất lượng nha. Và chúc bộ phim Bố Già của anh Trấn Thành sẽ có một mùa bội thu ở thị trường phòng vé.